Tổng thống Joe Biden, 79 tuổi, được tiêm phòng đầy đủ và hai lần tiêm mũi tăng cường, đã bị mắc COVID-19 với triệu chứng nhẹ như sổ mũi, ho khan và cảm giác mệt mỏi. Trước đó, một loạt các quan chức cấp cao của Mỹ như Phó Tổng thống, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng đã mắc COVID-19. Chúng tôi lo ngại COVID-19 không chỉ tàn phá cơ thể mà còn gây ra các biến chứng hậu COVID, đặc biệt với người lớn tuổi. Những biểu hiện như sương mù ở não, khó tập trung và một loạt các biến chứng khác có thể xảy ra sau khi mắc COVID-19. Nước Mỹ đang chứng kiến sự lây lan nhanh chóng của biến thể phụ BA.4 và BA.5, hiện gây ra khoảng 80% số ca mắc mới tại Mỹ. Điều nguy hiểm là biến thể này dễ lây lan, có khả năng kháng vaccine và khiến cho tỷ lệ tái nhiễm tăng cao. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, trung bình mỗi ngày, Mỹ có hơn 126.000 ca mắc mới với khoảng 350 ca tử vong. Chính quyền Joe Biden đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, tìm kiếm thêm nguồn tài chính cho việc điều trị và nghiên cứu vaccine mới. Quy định đeo khẩu trang đã không còn bắt buộc tại Mỹ. Song với sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới do các biến chủng mới gây ra, buộc nhiều cơ sở giáo dục, văn phòng yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang trở lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các chuyên gia dịch tễ tại Mỹ cũng kêu gọi người dân, nhất là người già, nhanh chóng đi tiêm thêm mũi tăng cường để giảm nguy cơ lây nhiễm. Công Tùng, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.